Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh đây và đây là đội ngũ Camera Solar. Hiện tại tôi đang có mặt tại thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang. Và ngày hôm nay thì anh em đội ngũ Camera Solar chúng tôi vừa hoàn thiện và bàn giao xong một cái công trình điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải có công suất là 8,42 kW, 8 kW đấy, sử dụng inverter Growatt và 16 tấm pin năng lượng mặt trời thương hiệu GA Solar, mỗi tấm có công suất là 535W. Thì ở đây là thị trấn Cái Bè, Tiền Giang, hiện tại thì anh em chúng tôi đang lắp đặt, vừa mới hoàn thiện xong cho một cái hộ gia đình, đó là tiệm bánh kem Á Châu. Như anh chị em biết đấy, thì ngày nay thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN không còn mua điện năng lượng mặt trời nữa. Và cái nhu cầu sử dụng điện của mỗi gia đình của chúng ta thì vẫn còn rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây là cái tiệm bánh kem Á Châu này thì sử dụng cả ngày cả đêm và gần như là như nhau. Và cái chi phí tiền điện mỗi tháng rơi vào khoảng là gần 5 triệu đồng. Thì do vậy là trong quá trình mà tìm hiểu và tham khảo các cái đơn vị thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời thì bác chủ nhà, chủ tiệm bánh kem là đã tìm thấy đội ngũ KMD Solar, đội ngũ anh em chúng tôi lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này toàn khu vực miền Nam này. Và bác đã tin tưởng và đặt niềm tin vào đội ngũ anh em chúng tôi để mà tiến hành ký hợp đồng và lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hoa lưới bám tải. Thì ngày nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam không còn mua bán điện lực nữa, nên chúng ta cũng chả cần bán điện cho điện lực để làm gì. Và như vậy thì chúng ta sẽ cần một cái thiết bị để chống phát ngược cái lượng điện dư ra lưới, đó là cái meter để đo đếm cái điện tải gia đình sử dụng. Từ đó cái inverter nó sẽ biết được chính xác lượng điện gia đình sử dụng bao nhiêu và có thể là sản sinh lượng điện năng lượng mặt trời phù hợp với cái nhu cầu tải sử dụng của gia đình các bạn, để mà ban ngày các bạn anh chị em sẽ không còn là mất cái chi phí tiền điện hàng tháng nữa, không phải trả chi phí tiền điện hàng tháng nữa. Và đồng thời thì lượng điện dư sẽ không đẩy ngược ra lưới, thì chúng ta sẽ không sợ bị việc là bị mất tiền oan nha anh chị em nhá. Thế thì trong quá trình mà anh em chúng tôi khảo sát qua công trình này, đối với anh em chúng tôi khảo sát công trình này và tôi thấy là cái địa hình mái rất là khó thi công. Và đây là một, có thể nói là một trong những cái địa hình mái khó thi công nhất mà anh em chúng tôi đã từng thi công. Vậy thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi cái video này xem anh em chúng tôi đã thi công hệ thống này như thế nào nè. Và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào cái nút đăng ký, để sau đó và bấm cái hình quả chuông ở bên cạnh, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nào. Tôi là Kiều Minh Đức. Bây giờ thì anh em chúng tôi đang vận chuyển sắt xuống. Hiện tại thì sắt đã được sắt đây thì anh em chúng tôi sử dụng là sắt 48 và sắt 36. Tiệm bánh kem Á Châu Cái Bè thì tại 141 đường Nguyễn Chí Công, khu 4, thị trấn Cái Bè. Thì cái chi phí tiền điện hàng tháng ở đây á, mỗi tháng rơi vào khoảng là 4,5 triệu đồng, 4,500,000 đồng tiền điện. Thì cái sắt được chuyển lên đây này và đi ra đằng sau, nhà thì sau đó là chuyển lên trên mái. Đúng rồi. Nhà của ở đây thì là Á Châu Cái Bè thì khá khó thi công. Khi mà anh em chúng tôi đến khảo sát thì tí nữa tôi sẽ quay lên mái cho anh chị em. Rất là khó thi công anh chị em ạ. Có thể nói là một trong những cái địa hình mái mà khó nhất mà anh em chúng tôi từng gặp. Mái ngói biệt thự và không có mặt bằng để thi công. Tất cả là phải làm với sự cái tính toán và thiết kế rất là cẩn thận. Nếu không thì sẽ gây ra thứ nhất là tai nạn ảnh hưởng anh em lao động. Thứ hai là cái sự không được chắc chắn về công trình. Ở đây là phải gia cố rất là cẩn thận. Em có thể thấy ở đây là ngói gạch xi măng trắng, ngoài là một lớp men màu nâu đấy, rất là trơn nhá anh chị em nhá. Nhìn tay tôi như vậy mà đi lên là trượt đấy, độ nghiêng rơi vào khoảng 50 độ nhá, 50 độ nghiêng. Thế mái chữ A này ấy, thì ở bên này thì có may có bờ tường này có thể là đi được, nhưng mà sang bên kia là không thể đi được. Thế thì cái phương án thi công anh em chúng tôi là trước tiên đấy, ở đây là không có mặt bằng để mà thi công, để cắt sắt thì là cắt ở vị trí khác và kéo lên để thi công. Phương án tiếp theo, bước tiếp theo đó là phải làm cái hệ thống mặt bằng để mà đi lại đó. Anh em có thể thấy là hai anh thợ đó, anh ấy đang đi lên
Thế đội ngũ anh em KMD Solar là cũng đã bàn bạc với nhau, anh em chúng tôi 4 năm anh em là đã bàn bạc với nhau thì dây lên cái phương án thi công theo cái hệ thống khung tràn của gia đình này, tiệm bánh kem Á Châu Cái Bè này. Thế thì phải gỡ ngói, bây giờ phải gỡ ngói ra và sau đó là những cái vị trí đánh dấu này này, những vị trí đánh dấu này là những cái trụ. Thế thì những cái vị trụ chỗ nào mà chúng ta tiến hành trụ dựng trụ thì chúng ta sẽ gỡ ngói ở vị trí đó. Đấy. Ngói này rất dốc và làm không cẩn thận là sẽ bị ngã. Thì tôi sẽ lên đỉnh ngói để quay cho anh chị em xem. Đấy, như vậy là tôi đã leo lên trên đỉnh ngói để cho anh chị em xem. Rất là khó khăn trong quá trình thi công này. Ngói thì là bắn hết luôn, thợ thi công ngói bắn hết cả dãy ngói luôn. Cứ phải tháo đến dãy nào là tháo dãy đó, cho nên là rất là kỳ công. Thì ở đây cái xương bên dưới là không phải bằng sắt nha, là bằng C nhưng mà C nhôm. Cây nhôm anh em ạ, nhôm máng C. Đó. Thì từ cái vị trí mà anh em đang nhìn ở đây là mặt đường này, lúc nãy là tôi quay để kéo sắt lên đây. Đó. Thế thì sắt được kéo lên đây và sau đó đi ra đằng sau này. Đó. Theo cái hành lang này là đi ra đằng sau và tập kết ở sau này. Thì mọi công đoạn là đo và cắt sắt thì được chúng tôi cắt ở đằng sau này. Đó. May ở chỗ này là có mặt bằng, nếu không thì phải cắt dưới đường anh chị ạ. Như vậy thì anh em chúng tôi đã dựng được một cái trụ lên. Đó. Thì hiện tại là mây mù đang kéo lên. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành dựng những cái trụ để mà làm cái trụ chống đỡ cái tấm pin năng lượng mặt trời cho hệ thống khung tràn. Ở đây thì cũng có 16 tấm pin. Chiều dài của dàn bên này là 9, hơn 9 mét, hơn 9 mét nha anh em này. Đấy. Thì ở đây ấy do là không có hệ thống mặt sàn bê tông để mà gia cố gì cả. Đấy, nên là phải mở gạch ra, mở tháo mái ra và sau đó là tiến hành gia cố vào cái bờ tường này anh em này. Rất là chắc chắn. Đó. Bên dưới này may ra, may mắn là có một cái bờ tường. Đó. Cái bờ tường này thì anh em chúng tôi là tiến hành ấy là bắn bục lông xuyên tường và gia cố vào đây. Rất là cứng, tay tôi vỗ đây. Thì tí nữa thì những cái chéo á, sẽ có những cái chéo để chổi lên trên hệ thống khung tràn này và gia cố cho nó không bị lắc. Ở mặt bên này thì dễ làm hơn bởi vì nó có bờ tường để mình níu tay vào rồi là đi lại. Còn bên này thì là hoàn toàn là không có. Cái mặt này thì là che sẵn này, lỡ mà có mưa ấy. Bây giờ mây đen nó kéo đến này. Đó. Thì mong rằng là ngày hôm nay là thời tiết nó sẽ ổn định và là chúng tôi sẽ thi công thuận lợi. Bên này thì không hề có cái điểm để tựa để mà anh em chúng tôi đi thi công, gọi là mặt bằng để làm. Thế may là bên này thì có cái bờ tường của nhà hàng xóm nên mới có thể là đi lại được. Cắt ngói này, chỗ này là phải cắt ngói. Có một đồng chí ở bên dưới ngói là quy xuống và xếp cái bù lông và xuyên tường. Bên này thì anh em cắt ngói mà đùn cái cây xà gồ xuống, đùn cái cây cây trụ xuống. May mắn là ở đây có một cái thành bờ để mà chúng ta có thể là gia cố vào. Những cái vị trí mà anh em chúng tôi tiến hành cắt ngói thì chúng tôi đều tiến hành là chống thấm cho gia trục. Hôm nay thì kỹ thuật của chúng tôi đang tiến hành là dán lại cái vật liệu này ấy, là vật liệu để chuyên để chống thấm trên mái tôn và các cái ngói. Đấy, chuyên dụng X2000 để mà dán lên bạt phủ màu trắng, bên dưới là một cái lớp cao su, keo cao su rất là chắc chắn nha anh em nha. Cả những cái trụ này thì đều được anh em chúng tôi là dán lại chống thấm cho gia chủ. Thì rất may là ở đây không phải gỡ ngói hết toàn bộ mà chỉ gỡ những cái vị trí nào mà chui xuống thôi, còn lại là cắt để đùn cái xà gồ xuống. Hiện tại tôi đang đứng ở bên ngoài đường để nhìn lên hệ thống mái nhà khung tràn anh em chúng tôi đang làm trên đó. Anh chị em có thể thấy ở đây là bánh kem Á Châu. Khu vực này thì giao thông
đường xá rất là rộng, thuận tiện cho cái quá trình mà anh em chúng tôi vận chuyển vật tư lên. Thế thì ở đây ấy là mái nhà anh em có thể thấy từ xa, đây là những cái cây sắt anh em chúng tôi, cây sắt 36 chúng tôi đã hạ xuống ở từ mái bên kia mà kéo xuống hàn sang mái bên này. Anh chị em có thể thấy ở là mái bên kia thì có bờ tường, lúc đó tôi đã lên để quay cho anh chị em xem. Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển và vận chuyển vật tư rồi là đấu nối điện cũng như là hàn các cái trụ về nó và gia cố. Còn mái hệ thống bên này thì sao ạ? Không hề có một cái bờ tường hay gì cả để anh em chúng tôi bám víu vào để mà dựng cái hệ thống trụ cũng như là khung nhạc. Thế thì anh em chúng tôi đã phải làm như thế nào? Anh em quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi là anh em đội ngũ camera solar nha, chúng tôi đã thi công hệ thống này như thế nào nhé. Hệ thống này là một trong những cái địa hình mái mà khó thi công nhất, mái rất là trơn, rất là dốc và không có độ bám, bám được một bên. Ở đây thì trần nhà là không có trần bê tông, không có sàn bê tông và toàn bộ là bằng thạch cao nha anh em nhé, trần thạch cao, cho nên là làm phải rất là cẩn thận để không bị dột nhà. Rồi phải căn thời tiết cái bè hôm nay thì nắng nhưng mà đôi lúc có những đám mây kéo đến là tưởng chừng như là mưa sắp sập xuống. Anh em chúng tôi cũng cố gắng hoàn thiện và làm thật là nhanh, làm đến đâu là xong đến đó, dựng cái trụ nào là dán đến đó. Mặt mái bên kia thì có thể là khoan thai nhưng mặt mái bên này thì không thể, bởi vì là bên này rất là nguy hiểm và khó thi công. Bởi vậy là từng cái công đoạn và từng cái chi tiết mà anh em chúng tôi làm là phải tỉ mỉ, làm thế nào mà đảm bảo an toàn cho công nhân anh em thi công và đồng thời ấy là vừa phải đảm bảo độ chắc chắn và kiên cố cho hệ thống khung nhà. Đấy, nhờ dốc mái này là rất là khó thi công anh em này. Anh em này là tiệm bánh kem Á Châu. Đi vào trong đây thì anh em có thể thấy ở đây là rất là nhiều các cái tủ đông và tủ làm mát để mà bảo quản những cái hệ thống bánh kem ở đây để cho khách hàng họ được cái hương vị cũng như là cái chất lượng tốt nhất. Thế thì cái chi phí tiền điện mỗi tháng ở đây của cái tiệm bánh kem Á Châu này đã rơi vào khoảng là 4.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng tiền điện và sử dụng ban ngày là chủ yếu. Ban ngày thì những cái tủ này, tủ mát này, tủ kem bên trong là có nhiều cái hệ thống làm bánh kem rồi lò sấy. Cái chi phí của cả gia đình sinh hoạt là rơi vào khoảng là 4.500.000 đồng. Là chủ nhà là có chia sẻ với tôi. Sau khi mà tìm hiểu và bàn bạc với gia đình thì chủ nhà là chủ tiệm bánh kem là bác ấy có chia sẻ với tôi và đã quyết định mà lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Bác tìm hiểu rất là nhiều đơn vị thi công, tuy nhiên thì bác thấy là đơn vị cháu thi công rất là nhiều công trình khó và rất là uy tín, bởi vì những cái nơi xa xôi như An Giang rồi là Đà Lạt hay là Nha Trang, Cam Ranh, Khánh Hòa thì là đội của cháu vẫn đến thi công, cho nên là bác là tin tưởng. Đấy, thì căn nhà của bác tọa lạc ở đây là đường Nguyễn Chí Công, khu 4 thị trấn Cái Bè. Rất là sang trọng và rất là đẹp. Đấy, tí nữa tôi sẽ quay hệ thống đường đi dây điện cho anh chị em xem. Bây giờ tôi đang chui xuống dưới mái để quay cho anh chị em xem. Đấy. Bên dưới mái này toàn bộ là trần la phong nhé, thạch cao anh em nhé, không có tí sàn bê tông nào. Thì ở đây ấy là họ làm cái mái này là bằng khung sườn ấy, là bằng những cái C này bằng sắt nhưng mà rất là mỏng, rất là mỏng luôn, mỏng khoảng 5 gem. Thế thì ở đây là chúng tôi đã tiến hành là dựng một cái đà bên dưới này gác. Khảo sát cái vị trí này thì tôi thấy là ở đây là có một cái bờ tường, những cái bờ tường để ngăn những cái vách của cái từng phòng một, từng gian phòng một. Thế thì tôi thấy ở đây là có những cái bờ tường này và không thể mà bắn trên tường như ở bên kia được. Bên này là bên kia không thể đút tay mà vặn được. Nhìn những cái mổ lông ở bên cái vách tường bên này, vách tường bên này này anh em này, vách tường bên này thì có thể là xuyên bù lông qua để vặn được, để dựng trụ được. Còn cái vách tường bên này thì không thể mà xuyên bù lông qua được. Thế cho nên là cái phương án ở đây là phải có một cái mặt bằng để mà gia cố cái hệ thống chân đế để khỏi khi mà gió nó ập đến thì nó không bị giật ngược cái dàn bay lên trên. Thế thì như vậy là tôi đã tiến hành chỉ đạo anh em là
làm một cái giằng bên dưới, một cái thanh sắt, đây là sắt 40 x 80mm, dài 1.4 gông vào đây, gông vào những cái đà bê tông này, cái vách tường này, để mà đó, đập tay vào này là rất là chắc chắn nhé, để tránh cái việc là gió bão nó giật ngược lên trên, gông hết 4-5 cái vách tường này là được gông hết. Đấy. Đầu kia cũng gông luôn, để mà cái sắt này nó vững như thành đồng tổ quốc. Và sau đó là hạ cái trụ, bắt đầu cắt ngói này, cắt ngói này, cắt ngói này và hạ trụ xuống, hàn vào đây. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái chân đế vững vàng. Sau khi mà tư vấn và bàn bạc với bác, thì tôi có chia sẻ với bác là như gia đình bác như vậy thì lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải nha. Hòa lưới bám tải thì có cái ưu điểm đó là ban ngày là sẽ cung cấp nguồn điện trực tiếp cho gia đình bác sử dụng, và chi phí đầu tư là rẻ nhất và không mất cái chi phí bình lưu trữ. Do đó mà cái ổn định của hệ thống nó cũng tốt hơn. Đồng thời thì cái chi phí đầu tư ban đầu á, nó khá là rẻ và thấp hơn so với các loại hệ thống điện mặt trời hybrid có lưu trữ. Và cái thời gian thu hồi vốn nhanh. Như đối với gia tiệm bánh kem Á Châu này thì rơi vào khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm chưa đến là gia đình bác chủ nhà là sẽ thu hồi vốn nha anh chị em nha. Bởi vì là họ sử dụng điện vào ban ngày rất là nhiều. Cái mô hình điện năng lượng mặt trời này phù hợp cho các cái gia đình nào mà dùng nguồn điện năng lượng mặt trời, nguồn điện sử dụng cho gia đình vào ban ngày rất là nhiều thì nó sẽ hiệu quả kinh tế nhất và nhanh thu hồi vốn nhất. Cái khó nhất ở cái hệ thống không gian này đó là gia cố chân đế và điểm tựa, dựng 5 cái trụ ở bên phía mặt ngoài này. Bên trong thì tương đối là đơn giản, là đã có thành bờ tường để chúng ta có thể gia cố vào. Không thể gia cố vào cái hệ thống khung của gia chủ. Ví dụ như gia chủ mà họ làm cái hệ thống lợp ngói này mà bằng cái sắt, mà sắt hộp vuông 3 thì có thể là bắn vào. Tuy nhiên thì ở đây không thể bắn vào được. Toàn bộ ở đây là C, rất là yếu, rất là mỏng. Ở đây thì chúng tôi tiến hành là bắn xuyên bù lông qua. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Do ở đây là không có mặt bằng nên là anh em chúng tôi phải tiến hành là dựng, là làm những cái bậc thang như thế này để mà leo lên leo xuống thuận tiện trong quá trình mà vận chuyển vật tư cũng như là đi lại. Thế thì ở đây là phải buộc dây bảo hộ, dây dù vào cái bờ tường kia. Như vậy thì anh em chúng tôi đã dựng được một cái trụ ở đây. Cũng tương tự với trụ bên này, tuy nhiên bên này thì khó thi công hơn và buổi chiều thì có gió nhiều. Thế cái trụ này thì cũng cắt ngói như tôi lúc nãy chia sẻ với anh chị em, là cắt ngói, cắt ngói bên trong, và bên ngoài này thì ngồi trên những cái hệ thống gọi là cái này là không biết gọi là bằng cái gì nữa, nhưng cái này là có những cây để gác chân, tôi không biết gọi bằng cái gì, hàng rào đấy, tôi gọi là hàng rào tạm. Thì bên dưới đó thì sau khi mà thi công xong, anh em chúng tôi tiến hành test lại, dán cái miếng chống thấm lại, chống nước rơi xuống để chống thấm cho gia chủ. Nó may mà có mưa, làm đến đâu là xong đến đó ngay lập tức. Ở đây thì anh em chúng tôi phải hàn cái mặt bản mã lên trên cây sắt 48 này trước. Nếu không thì sợ là mưa, ví dụ như có mưa buổi đêm nó có mưa, bây giờ là khoảng 5 giờ chiều rồi, hết buổi chiều rồi, thì nếu mà là có mưa ấy thì nước nó không bị rơi xuống mà gia chủ nó không bị ướt. Ngói thì cũng lợp luôn rồi. Anh em hết một ngày thi công họ lợp ngói lại và bây giờ là nghỉ rồi, 5 giờ là họ nghỉ rồi. Ở đây thì có thể có một cái phương án thi công khác, đó là sử dụng dàn giáo. Ở đây thì cái gia đình của cái tiệm bánh kem Á Châu này thì cao là 3 tầng. Thì rơi vào khoảng độ cao khoảng 10m. Đấy, 10m. So với mặt đất, tính cả cái mái này là khoảng 10m thì có thể sử dụng dàn giáo nha. Nhưng mà nó hơi nguy hiểm. Thứ hai là nó gây cản trở giao thông. Ở bên đó là một cái hẻm nhỏ, người đi qua lại nhiều. Đó, bên trong này anh chị em có thể là thấy là dân cư rất là nhiều, rất là đông.
cho nên là cái việc phương án mà thi công bằng dàn giáo đây, đây này, dàn giáo này là mới được 3 tầng đó. Anh em có thể thấy dàn giáo 3 tầng nhưng mà nó khá là cao và rất là nguy hiểm, cản trở giao thông đi lại người bên dưới. Trước mặt anh em đây là hệ thống inverter hòa lưới bám tải sử dụng thương hiệu là Growatt nha anh em nha. Ở đây thì tôi tư vấn cho chủ nhà là sử dụng 2 inverter 3kW và 5kW. Thế thì mỗi inverter ở đây là đều có những cái thiết bị bám tải là meter Edstone, như tôi đã quay cho các anh chị em trong cái video trước đây. Đó. Hai cái inverter này thì đấu nối với nhau và hòa vào lưới điện. Thì cúc meter inverter này là meter Edstone này là có nhiệm vụ là đo đếm cái tải tiêu thụ trong gia đình và sau đó là nó sẽ đẩy nó hòa vào cái lưới điện và từ đó cái inverter nó sẽ đẩy cái lượng điện ra phù hợp với cái tải sử dụng trong gia đình này. Đó. Toàn bộ dây dẫn thì được anh em chúng tôi đi trong máng, đi trong nẹp rất là gọn gàng. Bên trên này thì luồn từ trên mái đi xuống, luồn trên la phong đi xuống. Anh chị em có thể thấy tôi đang đứng ở bên dưới đường và quay lên cho anh chị em xem. Hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng tôi đó là anh ấy đang đứng ở dưới giữa những cái hệ thống dàn giáo là những cái cây sắt chúng tôi đã hàn ở đó rồi. Nếu không có những cái hệ thống này thì không thể nào mà đứng lên trên mái ngói được bởi vì nó rất là trơn. Đó, như có hệ thống dàn giáo giả này mà chúng tôi có thể là đứng và di chuyển trên đó và vận chuyển vật tư cũng như là hàn nối những cái cây sắt dựng những cái trụ dễ dàng và thành công. Đấy, rất là nguy hiểm. Ở đây thì để đảm bảo cho anh em thi công kỹ thuật là an toàn về sức khỏe và tính mạng thì chúng tôi phải có những cái hệ thống dây dù để cột vào người. Đấy, những cây sắt bắt đầu chuyển lên. Này bây giờ thì tôi đang đi mua đồ cho anh em và nhân tiện thì tôi sẽ quay cho anh chị em xem. Đấy, rất là nguy hiểm phải không nào? Như vậy thì anh em chúng tôi đã gần như là hoàn thiện là 99% cái hệ thống phun tràn điện năng lượng mặt trời công suất là 6,42 kWh ở đây. Đấy, anh chị em có thể thấy ở đây là các cái hệ thống đồn tay để đỡ tâm pin năng lượng mặt trời đã được dựng lên và hàn chắc chắn và kiên cố. Toàn bộ ở đây thì được anh em chúng tôi là xịt sơn các cái miếng hàn này. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành ở đây hàn cái bậc cầu thang lên để cho gia chủ vệ sinh các cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đó thì làm hai cái một cái sắt gác từ đầu này lại đầu kia. Hôm nay thì thời tiết tại cái bè Tiền Giang có mưa, thi thoảng mưa, lúc thì nắng lúc thì mưa. Nhưng mà rất là may là không có mưa cả ngày. Hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022. Ngày hôm qua là ngày 8 thì là trời mưa cả ngày nên anh em chúng tôi không có làm được cái gì hết. Làm cái công việc này thì nó ảnh hưởng bởi thời tiết rất là nhiều. Dàn khung quá tốt. Ở đây thì gió bữa nay thì cũng khá là nhẹ nên là cũng thuận tiện cho quá trình mà thi công. Toàn bộ các cái mối hàn này thì chúng tôi đều xịt sắt, xịt sơn chống rỉ vào đây. Xịt xịt A300. Và những cái này thì lợp pin thì tấm pin nó che lên thì nước nó sẽ không nhỏ vào đây. Nên là cái tuổi thọ của mối hàn nó cũng bền hơn. Ở đầu những cái cây sắt này thì anh em chúng tôi cũng tiến hành là chụp mũ lại để chống cái nước nhỏ vô. Và tránh cái việc là gió nó hú vào. Khi mà gió nó thổi vào thì nó hú và nó kêu và có thể là nước nó nhỏ vào trong đó là ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của cây sắt. Nó sẽ nhanh bị rỉ hơn nên là chúng tôi sẽ bịt lại. Ở đây thì hệ thống những cái trụ này thì được làm bằng sắt là 40x80. Đó, 40x80 dày 1,4mm và các cái đòn tay thì làm đòn tay là 30x60 nhé. Ở đây là độ dài là khung là hơn 9m, cho nên là chúng ta nên là làm những cái hệ thống đòn tay đỡ tấm pin năng lượng mặt trời bằng sắt 30x60mm để cho nó có độ cứng. Còn nếu làm cây vuông 40x40 thì nó hơi yếu anh em ạ. Như vậy thì công đoạn gần như là cuối cùng cũng đã bắt đầu. Anh em chúng tôi hiện tại đang tiến hành là bắt các cái tấm pin năng lượng mặt trời trên hệ thống khung dàn này. Ở đây thì bây giờ là
5:30 chiều. Khi mà chúng ta tiến hành lợp các cái tấm pin năng lượng mặt trời ấy, thì chúng ta phải canh hai cái tấm máy đầu đấy, giống như kiểu lợp gạch, lợp ngói ấy. Hai cái tấm đầu mà nó bị xiên thì cả dãy nó đi xiên theo hai cái tấm đó, cho nên là chúng ta phải căn cho nó làm sao mà nó thẳng thành một hàng đấy. Thì như vậy cả dãy pin nó sẽ không bị đi xéo theo cái hệ thống không gian. Như vậy thì hệ thống của chúng tôi đã hoạt động ổn định, đèn wifi đã báo xanh và đã kết nối internet thành công. Thì gia đình của cửa hàng tiệm bánh Châu Á, Châu Cái Bè thì sử dụng rất là nhiều điện, mỗi tháng chi phí tiền điện rơi vào khoảng 4.500.000 đồng tiền điện. Tuy nhiên thì các cái chi phí dùng điện vào ban ngày khá là nhiều, các cái thiết bị như tôi đã quay cho anh chị em xem, các cái tủ đông, tủ làm mát. Cái này thì hiện đang tại là đang dùng 1.895W này. Máy này thì 1.526W, rất là nhiều nguồn điện anh em. Cho nên là cái hệ thống 8kW này một ngày nó sẽ trung bình ra là 32kW điện thì là vừa đủ cho họ dùng vào ban ngày nha anh em. Như vậy thì các cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng tôi đã được lắp đặt trên mái tôn, xin lỗi anh em, trên hệ thống khung tràn. Ở đây là 16 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm có công suất là 535W, thương hiệu GA Solar. Thì ở đây là tất cả các cái dây dẫn anh em chúng tôi đã đi rất là gọn gàng. Đó, đi rất là gọn gàng và được cột dây rút lại trên cái xà gồ này, không buông thẳng, làm thẩm mỹ. Khi mà thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời thì phải đảm bảo thẩm mỹ cho người ta. Ở đây thì anh em chúng tôi sử dụng cái phụ kiện đó là kẹp U tấm pin năng lượng mặt trời, để giúp cho hệ thống tấm pin để cố định các cái tấm pin năng lượng mặt trời trên hệ thống thống khung già này. Ở đây thì xà gồ đòn tay này là làm đòn tay 36 nhá anh chị em nhá, 30x60. Toàn bộ dây dẫn thì được anh em chúng tôi đi trong ống nhựa Bình Minh, rất là gọn gàng. Ống nhựa Bình Minh có tuổi thọ là 10 đến 15 năm. Đó. Thì đi trong ống nhựa này để bảo vệ cho cái dây dẫn nó bền theo thời gian nhá anh chị em nhá. Thì đi vào giữa này thì không cần ống nữa, bởi vì cái tấm pin nó đã che cái dây dẫn rồi. Như lúc đầu tôi cũng đã chia sẻ với anh chị em là cái hệ thống dàn giáo, là cái hành lang thao tác, cái những cái thanh sắt ngang này thì chúng tôi hàn lên đây để tạo ra lối đi. Tuy nhiên thì sau khi mà thi công xong thì cũng để lại đây luôn, để mà tạo thành cái hệ thống khung chữ A nó dằng vào cái mái ngói này, để không cái hệ thống khung tràn nó được chắc chắn và kiên cố, nó không bị lúc lắc, không bị lay động, bởi vì nó ôm trọn vào cái mái của gia chủ. Mái của gia chủ là hình chữ A và không có sàn bê tông, rất là khó thi công. Đấy, cho nên là phải gia cố bằng cách này để nó ôm ở dưới những cái chân đế này, những cái chân này là nó ôm vào cái góc bên dưới này, thì nó ôm cái khung bên này với khung bên kia, thì nó sẽ như vậy là nó sẽ rất là chắc chắn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói, hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời, thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này. Nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.